Mỗi ngày uống một cốc nước dừa, trông bạn lúc nào cũng như gái đôi mươi. Những ngày hè nóng nực, có cốc nước dừa dài khát thì còn gì bằng. Hãy cứ chăm chỉ uống nước dừa liên tục, bạn sẽ bất ngờ vì công dụng của chúng đấy. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong thành phần của nước dừa có chứa nhiều vitamin, chất xơ, khoáng chất có lợi, vì vậy việc uống nước dừa hàng ngày sẽ giúp cải thiện sức khỏe. Đồng thời mang lại làn da trắng sáng, sạch mụn và hỗ trợ giảm cân hiệu quả vì vậy, nếu mỗi ngày bạn uống một ly nước dừa tươi sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực cho cơ thể, từ làn da đến vóc dáng. 1. Làm trắng da. Mỗi ngày uống một quả dừa, sau một hai tuần da bạn sẽ cứ thế trắng lên chẳng cần dùng mỹ phẩm. Ngoài việc uống nước dừa để da lên tôn nhanh hơn, bạn có thể dùng nước dừa để thoa lên mặt vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. 2. Trẻ hóa làn da. Nước dừa chứa khá nhiều axit lauric có khả năng làm giảm sự lão hóa của các tế bào da và cân bằng độ pH. Bên cạnh đó, nước dừa còn xóa mờ nếp nhăn, vết chân chim quanh mắt và giúp da luôn đàn hồi, săn chắc, luôn tươi trẻ. 3. Ngừa và trị mụn Nước dừa chứa nhiều vitamin C và năng lượng, rất tốt cho tuần hoàn máu. Vì thế nếu uống nước dừa thường xuyên sẽ hạn chế mụn mủ và mụn đầu đen. Ngoài ra, nếu rửa mặt bằng nước dừa thường xuyên cũng có thể loại bỏ mụn trứng cá, đốm đen, nếp nhăn và nhược điểm trên da. 4. Xóa mờ sẹo Nước dừa cũng có thể xóa mờ sẹo và vết thâm đó nha. Rửa những vết sẹo hàng ngày với nước rửa và để khô, lặp lại 3 đến 4 lần và sau đó rửa sạch với nước lạnh. Bạn làm thường xuyên và liên tục, ngày 2 lần trong khoảng 2 tuần sẽ thấy hiệu quả. 5. Cấp nước cho da. Một làn da muốn căng bóng, chắc khỏe, mịn màng thì phải cung cấp đủ nước. Chỉ cần không đủ nước, làn da của bạn sẽ nhăn nheo, thiếu sức sống. Uống nước dừa hàng ngày có thể cung cấp đủ nước cho làn da của bạn. 6. Tăng quá trình vận chuyển oxy cho da. Thành phần của nước rửa có tác dụng thúc đẩy quá trình tuần hoàn trong cơ thể, do đó cho phép da được hít thở, nhiều oxy lành mạnh hơn, giúp bạn có một làn da khỏe mạnh và mịn màng, không tì vết. 7. Kháng nấm và kháng khuẩn. Nước rửa vốn chứa nhiều vitamin và các nguyên tố vi lượng như kẽm, magie, có khả năng kháng nấm, kháng khuẩn, tránh nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng, nhiễm nấm ngoài da tăng cao hơn và đòi hỏi nhiều thời gian để chữa khỏi hoàn toàn. 8. Giảm cân hiệu quả làm được công dụng này là nhờ trong nước dừa có rất ít chất béo uống nhiều nước dừa còn giúp bạn không còn cảm giác thèm ăn hỗ trợ rất nhiều cho công cuộc giảm cân của chị em